Hello, xin chào tất cả mọi người đã tới với kênh của Slipper các bạn ơi. Thì dạo này thì mình đã rất là thất nghiệp nha mọi người. Mình không có việc gì để làm hết. Hôm nay thì mình đã tìm được một cái công việc mới, đó là trông coi nghĩa trang. Oh my god, cái nghĩa trang này là một cái nghĩa trang nó rất rất là lâu đời luôn. Ở đây có rất là nhiều mộ cổ ở đây. Mình đếm trong cái nghĩa trang này á, hơn 100 ngôi mộ nha mọi người. Mình có nhiệm vụ á, là chăm sóc ngôi mộ này. Mình nghe nói á, cái việc này là việc nhẹ lương cao. Mình thì rất là thích làm những công việc nhẹ mà lương nó cao nha mọi người. Nope. Ở đây chúng ta có rất là nhiều ngôi mộ cổ được chôn vào năm 1900 hồi đó mà mình cũng không biết là năm nào hết nha mọi người. Wow, các bạn thấy trước mặt mình không? Chính là một cái rừng thông rất là cao to luôn. Và mình đang ở trên một cái ngọn đồi hết sức là hoang vắng. Bây giờ mình sẽ cho mọi người xem cái nghĩa trang này có gì nha mọi người. Let's go. Các bạn thấy không, tất cả các ngôi mộ trong cái nghĩa trang này đều làm bằng đá hết cho mọi người. Sáng sớm thì mình khiêng đá ra đây, xong rồi mình chôn người ta, xong rồi mình lắp đất lại nha mọi người. Công việc nó đơn giản lắm mà mình thấy mệt luôn á. Oh my god, có ba cái hố nè, cái này là cái hố mình sắp sửa đào để chôn người nha mọi người. Mình nghe tin á, là sắp sửa là sẽ có ba người sẽ chết trong vòng một tuần nữa nha mọi người. Và bây giờ mình sẽ dắt mọi người đi vô trong cái nhà thờ để mình cầu nguyện thôi. Các bạn thấy trước mặt mình không? Mình nghĩ đây là những người thân của những ngôi mộ này nha mọi người. Spider-Man Afalmaga. Oh my god, Spider-Man có người thân luôn á. Và bên phía bên tay trái của mình cũng chính là một cái nghĩa trang. Ở đây gồm có 100 ngôi mộ khác nhau. Nó rất là to lớn luôn. Ôi, mình chắc chắn luôn là dưới những cái ngôi mộ này chắc chắn sẽ có kho báu. Tối nay mình quyết định có một việc hết sức là động trời. Mình sẽ đi trộm mộ, mình sẽ đào mộ xem ở dưới đó có kho báu không nha mọi người. Let's go. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vô cầu nhà thờ để chúng ta cùng nhau cầu nguyện nha mọi người. Không biết là nhà thờ này nhà thờ gì đây. Ôi trời ơi, cái nhà thờ này cũng to. Trời ơi, cha xứ gì mà đầu trắng bóc vậy? Đây là cha xứ hả? Cha xứ ơi, con tội nhiều lắm, đợt này cha xứ tha tội cho con đi. Nhìn mặt con là biết là tội rất là nhiều luôn rồi. Cha ơi, trời ơi, cha xứ không nghe mình nói luôn kìa. Cha xứ ơi, cha xứ. Oh my god, không phải cha xứ hả? Và các bạn ơi, và bây giờ mình sẽ tham gia cái buổi cầu nguyện trong ngày hôm nay nha mọi người. Không biết là sau khi mình cầu nguyện xong á, mình sẽ có được may mắn hay là sẽ có một cái công việc này thật sự là tốt cho mình. Ok các bạn ơi, oh my god, các bạn ơi, bên hông mình á là có hai thằng người hành tinh kìa. Hai thằng này nhìn giống như con cá lóc á, với con cá chê á, cái đầu nó xanh lè với cái đầu hồng ơi là hồng luôn. What the? Oh my god, trời ơi các bạn ơi, thì mình đã cầu nguyện tới tối luôn, mình đã ngủ quên ở trong nhà thờ luôn rồi. Không biết là ông cha ơi, cha ơi, cha đang ở đâu rồi cha ơi, cha ơi, cầu nguyện xong mà cha không nói con, làm con ngủ bà trong nhà thờ rồi. Rồi các bạn ơi, hôm nay là mình canh nhà thờ một mình và canh cái nghĩa trang một mình, không biết là có những gì đang đối mặt với mình ở trước mắt không nữa. Và bây giờ mình là một con chiên rất là ngoan đạo nha mọi người, mình phải đi dọn rác cái nhà thờ này. Cầu, trời ơi, người ta cầu nguyện xong người ta dục rác gì mà quá trời là rác luôn. Làm mình phải đi lượm rác nè. Đúng là con người vô văn hóa. Trời ơi, nó cầu nguyện xong nó đi uống bia uống rượu nữa kìa. Trời ơi, không biết là cầu nguyện như thế này là Chúa có nhầm lời nó không nữa. Ok. Trời ơi, cái này là cái nhà thờ chứ đâu phải là cái bãi rác đâu, mà mấy anh mấy chị cứ dục rác ở trong này khổ quá ghê. Oh my god, hình như là mình không biết là mình nhặt rác xong hết chưa. Đó, đây là một cái chai rượu nè, nó cầu nguyện không được á, nó uống rượu ở trong nhà thờ luôn. Bây giờ có một cái cuộc điện thoại đang sắp sửa đến nha mọi người, để mình dọi quanh nhà thờ có con ma nào không. Và bây giờ mình sẽ, ủa tối rồi ai gọi điện thoại cho mình đấy, trời ơi tối rồi mà còn gọi điện thoại gì nữa ba. Alo, gì, đi nhậu hả? Trời ơi, đang đi canh nhà xác này sao mà đi nhậu được. Nope. Đùa hả má? Tối rồi còn đi à, chết mẹ rồi, quên. Các bạn ơi, thì mình đang canh nghĩa trang mà. Đây là cuộc gọi của một con ma. Trời ơi, một con ma đã gọi cho mình để đào mộ cho nó. Sắp sửa là ngày mai có người chết rồi mọi người ơi, ghê quá mọi người. Oh my god. Các bạn ơi, thì mình vừa phát hiện ra một dấu hiệu nha mọi người. Các bạn biết không, ở ngoài đời á, người ta thường chết á, người ta sẽ gọi điện cho những người quan sát, những người chôn mồ tập thể. Ủa cái gì? Oh my god. Ủa? Các bạn ơi, thì trong nhà thờ đang có một cái hiện tượng rung lắc nè. Mình chắc chắn sẽ có một con ma nằm đâu đó ở đây. My god, cái gì trên trái thế giới này vậy? Cái gì vậy? Và bây giờ mình sẽ xem ở ngoài nghĩa trang có gì nha mọi người. Trời ơi, trời ơi. Ây da, bây giờ có hai vị trí ở đây. Trời ơi, các bạn ơi, các bạn có bao giờ sợ ma không mọi người?
Trời ơi, tối rồi cho người ta ngủ đi, còn gọi cho tôi là ngày mai có người chết nữa chứ. Dạ, các bạn ơi, các bạn đừng nên làm cái công việc của mình nha mọi người. Tuy công việc của mình là lương rất là cao nhưng mà rất là nguy hiểm. Đối với những người mà yếu tim á, thì các bạn không nên làm cái công việc này. Bởi vì ma sẽ hù các bạn sẽ té nước đai đây. Các bạn ơi, thì nhiệm vụ hôm nay của mình chính là đào ba ngôi mộ nha mọi người. Mình nghĩ ngày mai sẽ có ba người chết tại nơi đây. Mình nghĩ là vậy đó các bạn ơi. Đây là ngôi mộ thứ nhất và đây bên hông mình là ngôi mộ thứ hai. Đây mình sẽ đào thêm một ngôi mộ thứ ba. Ủa, mộ đâu hết rồi? Mình ý, ma hả? Mình sẽ đào thêm một ngôi mộ thứ ba nằm bên phía bên này nha mọi người. Gạch dầu mình sẽ lấy một cây xẻng. Các bạn ơi, các bạn đừng nên làm cái công việc như mình nha mọi người. Nếu các bạn không muốn chết sớm thì các bạn đừng làm công việc này. Các bạn nên chọn một cái công việc nào tốt hơn cho mọi người. Ui cha, ở đây có rất là nhiều ngôi mộ ở đây luôn. Mình đang rất là sợ ma ở đây. Nếu như mà mình quay cái đèn pin này á, mà con ma ảnh sau lưng mình thì sao nè? Thì mình sẽ chết và tè nước đáy ngay chỗ này luôn á. Gạch dầu, ủa mộ đâu rồi? Đâu rồi, những cái mộ mà mình đào đâu rồi? Ủa? Bây giờ mình sẽ không cần phải tìm những ngôi mộ của mình đào nữa nha. Mà mình sẽ chạy thẳng vô cái nhà thờ để mình làm những cái công việc tiếp theo. Trời ơi, đừng nói ma hù tôi, chắc tôi chết quá. Ôi trời ơi các bạn ơi, sau cánh cửa này chính là một ngôi mộ với hàng trăm ngôi mộ khác. Có ai ở đây không? Cha ơi, cha đang ở đâu vậy cha? Và bây giờ việc tiếp theo của mình chính là dọn dẹp cái nhà vệ sinh này. Ôi trời ơi, người ta đi tè xong người ta tè tại chỗ luôn, những con người vô danh xóa. Và mình sẽ làm công việc này tiếp theo nhá. Đi lau nhà và đi lau nhà. Đây là một vũng nước tè của mọi người, mình phải dọn dẹp chứ khai quá mọi người ơi. Không biết ở trong nhà vệ sinh này có gì nữa, hình như là những cái nhà vệ sinh này á đều bị khóa hết rồi, bởi vì ông cha xứ đã khóa hết rồi, mình không thể nào đi tè đi đái ở trong đó được. Và bây giờ mình sẽ qua một cái ngôi nhà khác. Ủa trời ơi, giờ mà cái gì mới, cái gì vậy? Trời ơi ma các bạn ơi, mình chắc chắn là cái hiện tượng hồi nãy chắc chắn là có một con ma đang muốn hù mình đây mà, hay là nó muốn nói với mình một cái điều gì đó. Kết giao, và bây giờ mình sẽ ra ngôi mộ này xem nó nói với mình là cái gì. Hình như là nó nói với mình là mình cần đặt chậu hoa vô ba ngôi mộ nha mọi người. Ôi có tiếng gì đây, có tiếng gì đây? Bây giờ mình sẽ đặt chậu hoa vô ba ngôi mộ nha mọi người. Đây ngôi mộ thứ nhất đó, một chậu hoa. Chắc á, những ngôi mộ này là những ngôi mộ vô danh nên đang rất là cần sự yêu thương của tất cả mọi người, nên người ta cần đặt hoa lên đây, giống như là ngày 15 á, chúng ta thường cúng rằm hàng năm vậy đó. Ok, hay da. Ủa hết đèn pin rồi. Đây, và mình sẽ đặt thêm một chậu hoa ở đây nữa là xong nha mọi người. Không biết đó là gương mặt của con ma đó như thế nào đây. Ui da. Các bạn ơi, đây là video mà mình trải nghiệm cái cảm giác mà mình ở trong những ngôi mộ như thế nào nha mọi người. Rất là kinh dị luôn. Nếu các bạn mà chơi cái game này á, chắc các bạn tè nước đáy như mình luôn á. Và bây giờ, trời ơi, đang sợ ma rồi á, con gọi điện thoại tôi làm gì nữa? Mình đang hết sức là sợ ma nha. Cứ điện thoại hoài à. Các bạn nghĩ sao, ở trong một cái không gian trống á, mà tự nhiên có một người nào đó mà gọi điện thoại cho các bạn, thì các bạn nghĩ sao? Mình thì rất là sợ những cái vấn đề đó xảy ra đối với mình luôn á. Và bây giờ mình sẽ nghe một cái cuộc điện thoại từ Campuchia nha mọi người. Hình như đây là một con ma muốn gọi cho mình. Alo, gì ma? Ma tên Adam hả? Trời ơi, trời, buổi tối gì? Chắc chắn là ở đây á, là có đang có một cái hiện tượng lạ đang xảy ra đối với mình. Ok, chúng tôi sẽ. Điều đó có nghĩa là gì? Hỏi chắc tôi biết, chắc ta không biết là đang có cái hiện tượng gì đang xảy ra đối với mình ở đây nữa. Mà nó hỏi mình. Trời ơi, bây giờ mình lại tiếp tục trả lời cái điện thoại của ông Adam nữa. Tôi đã sợ ma rồi còn gọi cho tôi làm gì nữa. Bây giờ là tôi chỉ muốn là đi ngủ thôi. Cái gì vậy? Oh my god, điện nó bị cúp rồi. Cái trời ơi, ma nó hù mình rồi. Mình đã đào cho nó ba ngôi mộ rồi mà bây giờ nó còn hù mình nữa là sao ta? Nó muốn cái gì đây? Mình không biết là những con ma này đang muốn gì đối với mình nữa. Mình nghĩ đây là lần cuối cùng mà mình làm cái công việc này. Mình thề với mọi người á, là sau này dù có nghèo cấp mấy á, cái việc trông ngộ như thế này mình không bao giờ mình làm nữa đâu mọi người ơi. Chứ là ghê quá mọi người. Và bây giờ mình sẽ mở một cái. Ui, con ma đây hả?
Và bây giờ mình sẽ mở cái cầu giao nằm phía bên dưới này nè, để mình có thể hoạt động cái hệ thống điện của trong cái nhà này. Ủa xong được ta? Lên! Có một cái âm thanh rất là kỳ lạ đang ở đây. Và bây giờ mình phải điều tra cái âm thanh đó là gì nha mọi người. Mình chắc chắn đây là âm thanh những con ma rồi mà. Với một người mà chuyên gia săn ma của mình thì âm thanh đó là gì? Cái gì? Chỉ là cái máy tắt. Trời ơi các bạn ơi, ma sắp lên mình mất các bạn ơi. Oh my god, chạy nhanh lên, chạy nhanh lên. My god. Trời à. Các bạn ơi, thì vừa nãy có một con ma đầu chọc lắc trắng bóc nó dí theo mình. Nó mở cách xét cho mình ra coi nữa chứ. Oh my god, nó mở la vô cách xét gì nè. Kêu ồn ào vãi. Trời ơi, trời tối như thế này rồi mà kêu người ta đi dọn rác, không cho người ta đi ngủ nữa. Khổ ghê á. Và bây giờ mình chắc chắn là nó muốn dọn rác ở cái ngôi mộ này của nó, nên nó mới kêu mình là phải, nên nó mới hiện ra đối với mình. Trời ơi các bạn ơi, thì những con ma này biết uống bia uống rượu, nó giục bia rượu tùm lum hết. Là mình phải, ôi trời hết đèn pin rồi. Mình sẽ chạy vô nhà để mình lấy cái đèn pin để mình khám phá cái khu này, xem ở đây có tất cả bao nhiêu con ma nha mọi người. Ui sao mà ghê quá nè. Các bạn ơi, thì không biết là các bạn như thế nào chứ mình chơi cái trò này á thì mình đổ mồ hôi hột luôn nha mọi người. Trời ơi mồ hôi ra quá trời luôn. Ôi những con ma. Get go. Đây. Cùng qua gì đó. Hết hồn má. Trời ơi, trời sắp sáng rồi mà ma nó hù mình nữa kìa mọi người. Nãy giờ là mình bị ma nó hù hai lần rồi đấy. Giờ mày muốn tao làm gì nữa? Ôi mày có các bạn ơi, bây giờ đặc vụ Adam đã tới cứu mình rồi nha mọi người. Hồi nãy có một cái cuộc điện thoại có một người đàn ông rất là lạ nói mình á là muốn giải cứu mình ra khỏi đây, mà mình đang làm cái công việc này lương tháng 20-30 triệu cho bộ mà kêu giải thoát ra khỏi đây là như thế nào. Tuy này việc này hết sức là ghê rợn luôn mà lương nó rất là cao, nên mình muốn ở đây thêm một vài ngày nữa cho mọi người, hết tháng này rồi mình trả công việc. Hello anh trai, sao anh trai muốn di dời em ra khỏi đây? Trời ơi nhìn anh muốn thay đổi công việc của em hả? Ok luôn, anh trả cho em 20 triệu trước đi rồi em sẽ đi, còn không thì thôi. Thôi bây giờ mình sẽ ở lại nghĩa trang cho mọi người. Đây là một cái quyết định sáng suốt đối với mình nghĩ không có gì là khó đối với mình đã nhận công việc này của người ta hàng tháng rồi mà. Và bây giờ mình phải, ủa tối rồi mà sao người ta cứ điện thoại cho mình hoài vậy ta? Mấy đứa này nó bị ngáo đá hay sao á, không biết là ông Adam nó, không biết là ông Adam về chưa, không biết nữa. Thôi đi về đi anh trai ơi, em lỡ nhận việc công việc này hết tháng rồi sao mà về được. Alo cái gì, bạn đừng đi ra ngoài hả? Thì nhà của tôi đi ra ngoài làm gì? Oh my god, có thằng nào ngáo mọi người, nó kêu á là mình phải đi ra ngoài gấp, bảo đặc vụ rồi đi, và bây giờ á mình phải chạy ra ngoài kia và mình kêu ông Adam phải đi rời ra khỏi chỗ này, nếu không là mình lấy súng mình bắn ông Adam chết luôn á, bởi vì ông Adam á đang xâm phạm cái địa phận của mình nha mọi người. Get go. Cái gì vậy má? Oh my god. Các bạn, cái gì trước mặt mình vậy? Ôi rồi. Xong rồi mọi người ơi, ông Adam đã bị giết chết rồi. Cứu mình mọi người ơi. Rồi xong luôn, mình đã bị mất rồi nha mọi người. Ủa? Mình đang ở đâu đây? Ông Adam bị chết rồi, còn mình đang ở đâu đây? Hình như là hồi nãy là mình vừa thấy một cái đĩa bay, nó bay ở trên đầu mình nha mọi người. Ủa? Cái gì đây ta? Các bạn ơi, từ nãy tới giờ không phải là những con ma mà chính là những thằng người hành tinh. Oh my god. Thôi à, bạn đã được báo cáo mất tích bởi ông chủ của bạn nhưng không bao giờ tìm thấy được. Chết rồi mọi người ơi, mình đã bị bắt lên trên một chiếc đĩa bay rồi nha mọi người.